Thưa quý vị, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị. Qua đó, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả khả quan trên các mặt công tác, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh niên và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ba phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và ba chương trình đồng hành với thanh niên, gồm đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát huy kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, đã được các cấp bộ đoàn toàn thành phố triển khai sâu rộng, phát huy được tinh thần tình nguyện xung kích của đoàn viên, tạo được môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Trong đó nổi bật vẫn là các hoạt động tuổi trẻ tham gia vào các công tác phòng chống dịch tại địa phương. Tất cả anh em của câu lạc bộ cũng đều muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người để cùng nhau chung tay giúp đỡ cho mọi người dân, giống tình cảm tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, và cũng cố gắng để cho mọi người cùng nhau xây dựng một thành phố Đà Nẵng tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, tiếp tục được quan tâm và triển khai với nhiều hình thức đa dạng phong phú, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền các chủ đề, chủ điểm lớn trong năm. Chúng ta phải biết và tìm hiểu về nghị quyết, không phải là thụ động mà cả chủ động để tìm hiểu các nghị quyết và chúng ta có thể đóng góp và cống hiến gì cho thành phố Đà Nẵng. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được thực hiện tốt. Đặc biệt, lần đầu tiên Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10 và cử tri trẻ nhằm tạo diễn đàn để thanh niên thành phố được trao đổi với đại biểu Hội đồng Nhân dân về các nội dung gắn với công tác thanh niên. Đây là cái diễn đàn để thanh niên thành phố và những người làm công tác đoàn hậu đội ở các cấp để thể hiện, nói lên cái tiếng nói cũng như cái quan điểm của mình về việc thực hiện các cái chủ trương, chính sách của thành phố. Đặc biệt là các bạn cử tri trẻ sẽ đề đạt những cái giải pháp, những cách làm mới để thay đổi phương thức hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong cái bối cảnh của tình hình mới, để rồi từ đó là đáp ứng được các cái nhu cầu, các cái nguyện vọng của thanh niên. Trong bối cảnh đại dịch tác động sâu sắc đến đời sống vật chất lẫn tinh thần của thanh thiếu nhi, tổ chức đoàn tại địa phương cũng đã dành nhiều sự quan tâm chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị mắc COVID-19, cũng như tiếp sức cho học sinh khó khăn nuôi ước mơ đến trường, với tổng giá trị hỗ trợ là 3,7 tỷ đồng. Với tinh thần sẵn sàng xung kích trên mọi mặt trận, năm 2022, Thanh niên Đà Nẵng tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động phù hợp với tình hình tại địa phương, đơn vị, trong đó phát huy những cách làm chủ động sáng tạo hiệu quả, những phong trào chương trình hành động đoàn, cổ vũ thanh niên xây dựng, hình thành lối sống đẹp, khích lệ và bồi dưỡng ý chí tự lực tự cường, khát vọng cống hiến của thanh niên.